Mời quý vị theo dõi bản tin tin nhanh audio của Báo Đồng Nai hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023. Sau đây là những tin tức đáng chú ý vừa mới diễn ra. Hoàn chỉnh hồ sơ sớm phê duyệt đầu tư các dự án thành phần đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Sở Giao thông Vận tải cho biết năm 2023, Đồng Nai dự kiến có 2 dự án là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khởi công xây dựng. Song tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư với cả 2 dự án này đang bị chậm. Với dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai được giao thực hiện 2 dự án thành phần 3 và 4, xây dựng đoạn tuyến qua địa bàn và tổ chức công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM dự án vẫn chưa được phê duyệt, nên báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 3 chưa đủ điều kiện phê duyệt. Trong khi đó, việc hoàn thành các thủ tục pháp lý về tim mốc ranh giới chưa hoàn thiện nên huyện Nhơn Trạch chưa thể hoàn thiện thủ tục để ban hành thông báo thu hồi đất. Với dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, hồ sơ nghiên cứu khả thi dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện phê duyệt. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các cơ quan chức năng có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh quá trình thẩm định DTM dự án thành phần 3 đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh để sớm phê duyệt. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi, trình Sở Kế hoạch đầu tư để sớm phê duyệt dự án đối với dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Năm 2023, Đồng Nai phấn đấu có thêm ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như có ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 huyện là Xuân Lộc và Định Quán hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra còn có các mục tiêu khác như tổng sản phẩm nông lâm thủy sản tăng khoảng 3%, ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh 52%. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng, trong xây dựng nông thôn mới cần tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các tiêu chí nội dung lớn như đầu tư hạ tầng nông thôn, phân loại rác tại nguồn, xây dựng xã thông minh. Đặc biệt, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn công trong đầu tư cho nước sạch nông thôn bởi làm điều này rất có lợi cho dân. Khuyến cáo tuyệt đối không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay đã có nhiều trường hợp phải cấp cứu ngộ độc do uống rượu không rõ nguồn gốc, rượu có hàm lượng methanol cao, trong đó đã có ca tử vong. Do đó, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai gấp việc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đặc biệt là với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại động vật, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường. Bắt băng nhóm gây ra hơn 40 vụ cướp tài sản liên tỉnh tại Đồng Nai. Công an huyện Nhơn Trạch vừa bắt giữ 9 đối tượng thuộc băng nhóm gây ra hơn 40 vụ cướp tài sản liên tỉnh ở Đồng Nai và các địa phương lân cận. Theo điều tra xác minh ban đầu, từ năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023, các đối tượng này đã gây ra trên 41 vụ cướp tài sản trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Thủ đoạn của băng nhóm này là điều khiển xe có phân khối lớn, gắn biển số giả, chạy trên các tuyến đường tìm sơ hở của người dân, dùng hung khí khống chế, dàn cảnh để cướp tài sản hoặc đua nóng xe máy rồi tẩu thoát. Băng nhóm này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ cướp với tính chất manh động và liều lĩnh, khiến dư luận tại những địa phương xảy ra các vụ cướp giật hoang mang. Vào cuộc điều tra truy quét, đến ngày 3 tháng 2, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ 9 đối tượng trong băng nhóm cướp giật này và thu giữ nhiều tang vật. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do không có công việc ổn định nên hẹn nhau qua mạng xã hội, sau đó tạo thành nhóm cùng nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong băng nhóm cướp giật này, đồng thời đề nghị những ai bị hại đến cơ quan công an để trình báo. Khởi tố đối tượng mua bán tàng trữ pháo. Công an huyện Xuân Lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Minh Hải, 31 tuổi, ngụ ấp 1 xã Sơn Bắc để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, ngày 15 tháng 1, cơ quan công an trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn ấp 1 xã Xuân Bắc thì phát hiện Hải đang vận chuyển 4 hộp pháo hoa nổ được nhập lậu từ nước ngoài. Hải khai thông qua mạng xã hội đã đặt mua 4 hộp pháo hoa nổ nói trên với giá 3,6 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Đến Tết Nguyên đán, khi chuẩn bị mang đi bán cho người khác thì Hải bị công an phát hiện, bắt giữ. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cơ quan công an huyện Xuân Lộc còn phát hiện xử lý nhiều trường hợp mua bán pháo hoa nổ khác. Gần 24 tấn thực phẩm bẩn bị tiêu hủy, doanh nghiệp bị xử phạt 240 triệu đồng. Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố Biên Hòa vừa thực hiện tịch thu gần 24 tấn hàng hóa thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Phát, trụ sở tại phường Tân Hiệp để đưa đi tiêu hủy. Trước đó, ngày 16 tháng 12 năm 2022, cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện số hàng trên có hiện tượng bốc mùi hôi nên đã niêm phong để điều tra xác minh. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số sản phẩm động vật trên do công ty Long Phát mua về bán lẻ cho các nhà hàng, quán ăn tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nguồn hàng được mua thông qua các trang mạng xã hội và các mối hàng từ miền Bắc. Khi mở niêm phong các kho hàng của công ty Long Phát, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng gần 24 tấn hàng là các sản phẩm gồm thịt gà, thịt bò, các loại nội tạng động vật, tất cả đều bốc mùi hôi thối, nhiều loại thịt đang phân hủy. Trên nhiều bao hàng không có ghi nhãn mác tem hàng hóa, một số thùng và bao hàng có ghi bên ngoài bao bì bằng tiếng nước ngoài. Ngoài bị tịch thu tiêu hủy số hàng hóa vi phạm, công ty Long Phát còn bị xử phạt tổng số tiền 240 triệu đồng. Xử lý nghiêm việc lợi dụng kinh doanh kho lạnh để tập kết tiêu thụ các mặt hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc. Cũng liên quan đến an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi vừa ký ban hành văn bản số 753 yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh kho lạnh thực phẩm. Theo đó, các cơ quan chức năng cần chủ động xây dựng kế hoạch và thanh kiểm tra để phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng việc kinh doanh kho lạnh để tập kết, kinh doanh, tiêu thụ các mặt hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, Công an tỉnh đã có văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề này. Theo đó, thời gian gần đây, tình trạng buôn bán vận chuyển các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là sản phẩm động vật nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bộ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an một số tỉnh thành đã liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm, tiêu hủy hàng chục tấn sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm. Hành vi trên là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trên đây là bản tin nhanh audio của Báo Đồng Nai. Chương trình được thực hiện vào lúc 6:30 sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên các nền tảng của Báo Đồng Nai. Chương trình do Xuân Lựa thực hiện, chịu trách nhiệm xuất bản Kim Ngân.